Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Vào chiều ngày 8 tháng 10 đã diễn ra chương trình tọa đàm khoa học Nguồn lực người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội và thích ứng xã hội già hóa dân số, bối cảnh Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản do Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam và GICA, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức. Tham gia chương trình có các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu của hai nước Việt Nam, Nhật Bản, đại diện Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các viện nghiên cứu trực thuộc Hàn Lâm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện các trường đại học. Buổi tọa đàm là cuộc thảo luận về nguồn lực người cao tuổi, chất lượng cuộc sống, già hóa tích cực, già hóa cộng đồng và các chính sách người cao tuổi của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Giáo sư Đại học Seizo của Trường Đại học Hitotsubashi đã trình bày về những chính sách khó khăn khi thực hiện những chính sách người cao tuổi của Nhật Bản, đồng thời có những chia sẻ và giải đáp những vấn đề liên quan mà các nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra. Các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng trình bày các nội dung liên quan đến người cao tuổi ở Việt Nam như dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, chất lượng cuộc sống hướng tới già hóa dân số Việt Nam. Cái tọa đàm này của chúng tôi là chủ yếu là nghe các cái kinh nghiệm của Nhật Bản trong cái việc là họ đã ứng phó với già hóa dân số như thế nào, cái hệ thống an sinh xã hội, rồi hệ thống chăm sóc, rồi cái vấn đề tài chính trong chăm sóc cho người cao tuổi ở Nhật Bản hiện nay ra sao và những khía cạnh nào có thể áp dụng và ở Việt Nam và Việt Nam có thể học hỏi được. Bên cạnh đó thì Việt Nam ở phía Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái trình bày, những cái báo cáo dựa trên các kết quả nghiên cứu của viện đề cập đến các khía cạnh về tài chính, về kinh tế, về cái vai trò kinh tế cũng như là cái cạnh tài chính trong chăm sóc người cao tuổi từ trước đến giờ. Thì đấy là cái mục tiêu chính của tọa đàm. Buổi trò chuyện diễn ra sôi nổi khi các quan điểm liên tục đưa ra giúp mọi người có cái nhìn đa chiều trong xã hội hiện nay. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.